Chủ đại lý vé số trả thưởng 1,7 tỷ đồng cho khách rồi mới biết là vé số giả. Sau khi chi trả 1,7 tỷ đồng cho khách hàng để lấy tờ vé số trúng giải độc đắc, chủ đại lý mang đến công ty để lĩnh thưởng thì phát hiện ra tờ vé số này bị làm giả. Ngày 11 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng với lại đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra vụ tờ vé số trúng giải độc đắc bị làm giả. Theo Công an thì ngày 8 tháng 9, ông Ngô Văn Bền, 60 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Tràng Bom, Đồng Nai, mang tờ vé số số 557153 của công ty sổ số, số kiến thiết tỉnh Tây Ninh, mở thưởng ngày 7 tháng 9, đến đại lý vé số của bà Hoàng Thị Kim Anh, 44 tuổi, ngụ thị trấn Tràng Bom, để đổi giải thưởng. Lúc này thấy giấy số trùng với lại giải đặc biệt của công ty sổ số, số Tây Ninh, nên bà Anh chấp nhận và đưa ra cho ông Bền là 1,7 tỷ đồng. Sau đó bà Anh đưa tờ vé số trúng giải đặc biệt đến công ty sổ số, để lúng lính giải. Thì công ty này xác định giấy số bị làm giả. Đơn vị mời giải thưởng cho rằng chữ số hàng đơn vị và hàng trăm nghìn đã bị cắt dán làm giả một cách tinh vi. Chủ đại lý sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan công an. Công an huyện Trảng Bom sau đó đã mời ông Bền lên làm việc, nhưng ông không thừa nhận mình đã cắt dán sửa đổi tờ vé số. Sau vụ việc thì ông Bền đã giao nộp 1,7 tỷ đồng để cơ quan công an điều tra làm rõ. Hà Tĩnh bị chết đánh tử vong khi đang gặt lúa ngoài đồng. Đang xếp lúa lên trên xe để đưa về nhà. Ông Tê, chủ tài xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chẳng may bị sét đánh tử vong. Ngày 12 tháng 9, thông tin từ ủy ban nhân dân xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho hay, trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông bị sét đánh tử vong khi đang xếp lúa gặt từ ngoài đồng đưa lên trên xe trở về nhà. Danh tính nạn nhân sau số được xác định là ông Nguyễn Văn Tê trú ở thôn Lộc Thọ Lộc, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Theo một số người dân cho biết, thì vào khoảng 17 giờ ngày 11 tháng 9, ông Tê đang gạch lũ ngoài đồng thì trời đổ cơn mưa kèm theo sấm sét. Thấy mưa, ông Tê vội vàng xếp lũ lên xe để chờ về nhà. Bất ngờ một tia sét đã đánh trúng người khiến cho ông tử vong ngay tại chỗ. Sau khi sự việc xảy ra thì chính quyền xã Sơn Lễ đã có mặt tại hiện trường cùng với gia đình nạn nhân lập biên bản làm sự việc, lập biên bản sự việc và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đem về mai táng theo phong tục địa phương. Lâm Đồng rửa điện trong vườn, người đàn ông bị điện giật tử vong. Trong lúc lắp ráp lại hệ thống điện trong vườn thì nguồn điện bị trục trặc. Lúc này ông Phan đã đưa tay vào ổ cắm điện để rửa chữa thì không may bị điện giật rồi bất tỉnh. Sáng ngày 12 tháng 9, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn do điện giật đã khiến cho một người đàn ông tử vong. Theo đó, vào chiều ngày 11 tháng 9, thì ông Nguyễn Văn Phan, 53 tuổi, ngủ tại thôn 7, xã Lộc An, đang cùng một người thợ lắp ráp hệ thống điện trong vườn, tại nhà riêng thì nguồn điện bị trục trặc. Lúc này ông Phan đưa tay vào ổ cắm điện để sửa chữa, không may bị điện giật rồi bắt tỉnh. Thấy vậy người thợ điện đã tri hồ mọi người đến đưa ông Phan đi cấp cứu. Tuy nhiên thì do vết thương quá nặng, ông Phan đã tử vong ngay sau đó. Được biết, ông Nguyễn Văn Phan nguyên là cán bộ ngân hàng công thương chi nhánh phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc. vừa là giáo viên và có hai người con đang học xa nhà. Nhận được tin báo thì cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. cha kiện con đòi tiền trúng số độc đắc. Theo tòa sơ thẩm thì người con gái không có chứng cứ gì chứng minh rằng người cha đã tặng cho mình số tiền 1 tỷ đồng nên tòa yêu cầu buộc phải trả lại. Theo hồ sơ tháng 5 năm 2016, ông Phạm Văn Đồng, 53 tuổi, ngụ huyện Tân Tạch, Long An, trúng thưởng 4 tờ vé số, trong đó có 3 tờ trúng giải độc đắc 1,5 tỷ đồng và một tờ trúng khuyến khích 100 triệu đồng. Kiện con gái đòi 1 tỷ đồng, sau đó ông Đồng đã tặng cho người chị ruột của mình tờ vé số trúng giải khuyến khích, còn lại ba tờ trúng giải độc đắc thì ông giữ trong người. Hay tin ông Đồng trúng số thì ông Nam là con rể của ông Đồng đã đến kêu cha đưa ba tờ vé số trúng độc đắc để ly lén thường giúp và được ông đồng ý. Tiếp đó ông Nam đưa ba tờ vé số cho vừa giữ, vừa ông cùng một người con gái khác của ông đồng là bà Mai đã đi lén tiền trúng thưởng. Theo ông đồng thì nhận được tiền trúng thưởng thì các con của ông đã chia nhau ra tiêu xài, còn lại một tỷ đồng bà Mai đem gửi tiết kiệm tại một chi nhánh ngân hàng ở huyện Tân Thạch. Ông đã nhiều lần yêu cầu con gái chuyển số tiền này cho ông từ quản lý, nhưng bà không chịu. Vì vậy ông đã khởi kiện yêu cầu tòa án nhân dân huyện Tân Thạch tuyên buộc bà Mai phải trả lại 1 tỷ đồng cho ông. Tòa tuyên con gái thua kiện. Theo yêu cầu của ông Đồng, thì Tòa án Nhân dân huyện Tân Thành đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là phong tỏa số tiền tiết kiệm 1 tỷ đồng của bà Mai trong số tiết kiệm tại ngân hàng. Ông Đồng phải nộp tạm ứng 200 triệu đồng để thực hiện nghĩa vụ đảm bảo. Làm việc với tòa thì bà Mai không đồng ý trả lại 1 tỷ đồng. Bà khai rằng sau khi nhận tiền trúng thưởng vé số, bà đã đưa cho ông khoảng 2 tỷ đồng để ông chia cho các anh chị em trong nhà cùng với bà con hào hàng. Số tiền còn lại trong tài khoản của bà là 2 tỷ đồng bà đã rút ra mua một căn nhà với giá 400 triệu đồng cho ông đồng ở, sau đó thì rút thêm 100 triệu đồng nữa để mua nội thất trong nhà. Cũng theo bà Mai, đến tháng 8 năm 2016, bà rút tiếp 500 triệu đồng để đưa cho bố tiêu xài. Còn lại 1 tỷ đồng ông đồng nói cho bà nên bà đã gửi tiết kiệm với thời hạn 1 năm. Có dự thưởng, không được trúng thưởng, không được rút trước thời hạn. Do cần tiêu xài nên bà đã thấy chấp số tiết kiệm này mà, mà vay ngân hàng 1 tỷ đồng. Với ngân hàng tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng đã yêu cầu độc lập là yêu cầu bà Mai phải trả lại 1 tỷ đồng tiền vay cùng 50 triệu đồng tiền lãi phát sinh. Cạnh đó thì ngân hàng yêu cầu tòa hủy quyết định phong tỏa sổ tiết kiệm để ngân hàng thu hồi khoản vay của bà. Ngày 23 tháng 8 năm 2017, tòa án nhân dân huyện Tân Thạch đã đưa ra vụ đã đưa vụ kiện ra xét xử sơ thẩm. Tòa nhận định bà Mai không có chứng cứ gì chứng minh rằng ông Đồng đã cho bà số tiền 1 tỷ đồng này. Từ đó tòa tuyên buộc bà phải trả lại 1 tỷ đồng. Ngoài ra tòa cũng tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của phía ngân hàng. Sau phiên xử thì ông Đồng đã kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm bởi theo ông, bản án sơ thẩm tuyên như vậy là ưu tiên cho phía ngân hàng nhận được toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của con gái. Dù gì nó cũng là con tôi mà. Chúng tôi tìm đến nhà ông Đồng giữa trưa nắng, gặp ông đang mệt mỏi đạp xe từ vườn về. Ông kể, Tôi có bốn người con, vợ thì đã thô nhau mười mấy năm rồi. Mấy đứa nhỏ sống với mẹ hết, tôi ở một mình có gì ăn đó. Hồi sau có một thằng con trai chạy về ở với tôi, tôi nghèo lắm. Không có tiền để cấp dưỡng, các con cũng không oán trách mà còn thường xuyên thăm hỏi. Hồi đó nghèo vậy chứ mà vui. Theo ông Đồng thì người con đang sống với ông bị khù khờ và kém trí nhớ. Năm nay anh đã 27 tuổi vẫn đang sống phụ thuộc vào ông anh còn có đặc điểm là thích đi chơi khi có đi chơi thì không biết đường về ông phải đi tìm khắp nơi mới dắt con về được tiếp xúc thấy ông vẫn minh mẫn chúng tôi hỏi tại sao ông không tự đến tòa mà phải ủy quyền cho người khác tham gia tổ tụng ông đồng thời dài buồn bã tôi không đành lòng đứng trước tòa để tố con gái mình juji nó cũng là con mình mà nó lấy tiền tôi mua ô tô cho chồng nó chạy không chở tôi đi ngày nào tôi bệnh kêu con lấy xe chở cha đi khám bệnh nó biểu tôi đi xe ôm mà nói thiệt nó lấy tiền tôi cũng không buồn Mà buồn là cái nó hỗn Tôi là cha mà nó chửi tôi như gì Nói đến đây thì ông nghẹn lời Ông không nói được Chúng tôi gần hỏi thêm Những nếp nhanh trên mặt ông đồng như hành sâu hơn Co rúm người lại Ông buồn hiu lắc đầu Thôi nó cũng là con tôi mà Theo ông đồng thì số tiền trúng thường Các con ông đã chia nhau tiêu xài hết Bà Mai chỉ mua cho ông một căn nhà để ở hàng ngày ông vẫn phải đi làm vườn tự kiếm tiền mưu sinh. Lâu lâu hết tiền, tôi qua xin nó được năm ba chục ngàn, 200 trăm ngàn, như vậy thì làm sao mà sống, ông than thở. Trong khi đó thì trao đổi với chúng tôi, bà Mai phủ nhận hết những điều mà ông Đồng nói. Theo bà, số tiền trúng thường bà rút ra chủ yếu là lo cho ông, mua gì sắm gì hay cho ai đều thông qua ý ông. Còn ô tô là bà mua để chạy dịch vụ. Ngày ông yêu cầu bà chở ông đi thì xe kẹt chở khách, Chờ khách thì đông, còn chờ ông thì chỉ có một, nên chúng tôi phải kêu xe ôm tới chờ ông cho tiện, nhưng ông không đồng ý. Bà này giải thích. Bà cũng phan tràn là thời gian sau này bà phải dưỡng thai nên không thể thường xuyên tới lui chăm sóc cho cha. Về số tiền 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm thì bà cho rằng đã được cha cho nên không đồng ý trả. Còn ông cụ muốn kiện thì cứ kiện thôi, bà nói. Răng trắng bóc hết thành hôi miệng chỉ với một nắm lá bán đầy ngoài chợ. Chỉ với 2.000 đồng mua nắm lá này, răng trắng như bọc rứ, hôi miệng khó chịu cũng sẽ được trị dứt điểm hoàn toàn. Một hàm răng trắng sáng cùng hơi thở thơm mát sẽ góp phần hoàn thiện vẻ bề ngoài thu hút. Do vậy, những loại kem đánh răng và nước súc miệng thông thường vẫn không đủ khả năng đánh bạch những mảng bám ổ vàng cứng đầu. Với chất chích hoàn toàn tự nhiên, rau húng quế là một loại gia vị rất giàu hàm lượng vitamin, chứa rất nhiều tinh dầu thơm, đặc biệt khi cho chúng kết hợp với vỏ cam sẽ tạo nên một hỗn hợp thần kỳ có tác dụng giúp trắng răng chỉ sau một vài lần thực hiện nguyên liệu chúng ta cần có một nắm lá húng quế hai chiếc vỏ cam hoặc vỏ chanh tươi máy xay sinh tố một lọ thủy tinh có nắp đậy kín một bàn chải lông mềm bát và thìa sơ chỉ nguyên liệu rau húng quế sau khi mua về chúng ta đem nhặt bỏ những lá ủ vàng dập nát cho nguyên liệu vào chậu rửa sạch sạch nhiều lần để nhằm loại bỏ những hạt cát bên ngoài nếu như có. Hoàn thành xong thì hãy ngâm nước qua nước muối chừng khoảng 10 phút sau đó thì để ra rổ cho ráo. Sau thời gian trên thì chúng ta đem rau húng quế đi phơi nắng rồi lại cho toàn bộ vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn. Đổ nguyên liệu vào hũ thủy tinh, dùng nắp đẩy thật chặt, bảo quản nơi thoáng mát sử dụng dần. Thực hiện tương tự với vỏ cam. Vỏ cam cũng rửa sạch phơi cô, cho vào máy xay đem xay nhuyễn. Cách làm Bước 1 chúng ta cho bột quế bột vỏ cam ra một chiếc bát nhỏ, chung thì khuấy đều tay với một chút nước lọc. Bước 2 chuẩn bị một cốc nước ấm hoặc là nước muối pha loãng để súc miệng nhiều lần nhằm loại bỏ vi khuẩn vẫn còn sót lại bên trong. Bước 3 nhúng chiếc bàn chải lông mềm và hỗn hợp vừa chuẩn bị rồi trà lên răng. Lưu ý là chải đều từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới, giúp các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong. Bước 4 là thực hiện liên tục trong khoảng từ 2 đến 3 phút thì chúng ta xúc lại miệng bằng nước sạch như bình thường. Áp dụng công thức này đều đặn mỗi tối sẽ mang lại hiệu quả một cách cao nhất. Lưu ý là để góp phần bảo vệ men răng được khỏe mạnh thì mọi người nên duy trì thói quen vệ sinh khoang miệng ngày 2 lần, hạn chế sử dụng những thực phẩm tối màu, chất kích thích.